Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa đán quyền lực và nổi tiếng của Cbiz, đã có hơn thập kỷ diễn xuất trên màn ảnh nhỏ hoa ngữ, nhưng đối với điện ảnh, Triệu Lệ Dĩnh chẳng khác gì một tân binh. Kể từ dịp Tết Nguyên đán 2024 cho đến nay, lĩnh vực điện ảnh đã đẩy Triệu Lệ Dĩnh vào những tình thế oái oăm liên tiếp. Trong đó, cô hứng chịu sự chỉ trích, thậm chí bị ghẻ lạnh nặng nề. Và chỉ mới qua sự kiện lễ trao giải điện ảnh châu Á vừa qua, tình trạng của Triệu Lệ Dĩnh chịu tủi nhục mới hiện hữu rõ ràng hơn hết. Theo trang QQ, Triệu Lệ Dĩnh lâm vào tình trạng xấu hổ hết lần này đến lần khác tại sự kiện giải thưởng điện ảnh châu Á. Ngay trên thảm đỏ, nữ diễn viên đã có những khoảnh khắc sượng chân, bị đối xử không tốt. Đầu tiên, Triệu Lệ Dĩnh bị phát hiện mặc lại trang phục của bộ sưu tập cũ để đi thảm đỏ. Trang phục của cô cùng bộ sưu tập với lần tham dự lễ trao giải Bạch Ngọc Lan từ trước. Điều này khiến ngay cả fan cũng bất bình, còn lập từ khóa phàn nàn với ekip trên Weibo. Sau đó, khi xuất hiện trên thảm đỏ, Triệu Lệ Dĩnh bị đối xử như sao vô danh. Theo QQ, cô được phỏng vấn cho có lệ một cách hấp tấp, dành thời gian cho những tên tuổi lớn hơn phía sau. Nam MC đứng cạnh còn không nhìn Triệu Lệ Dĩnh một lần, chỉ cặm cụi lướt máy tính bảng để xem công việc. Trong lúc Triệu Lệ Dĩnh đang trả lời câu hỏi, máy quay liên tục bắt khung hình khác. Sau đó, cô hoàn toàn bị cướp sóng vì sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trên thảm đỏ. Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh bị tách riêng khỏi Trương Nghệ Mưu cũng gây nên nhiều bàn tán. Nữ diễn viên vừa qua tham gia phim Điều thứ 20 của Trương Nghệ Mưu, thế nhưng gặp tranh cãi vì chiếm sóng lấn át nữ chính Mã Lệ. Ngoài ra, việc Mao Yan công bố thành tích doanh thu tích lũy của Triệu Lệ Dĩnh vượt 3 tỷ nhân dân tệ khiến cô bị chê bai cho là nhận vơ cả Điều thứ 20 khi cô chỉ đóng vai phụ. Vì vậy, tại sự kiện điện ảnh châu Á, Triệu Lệ Dĩnh tách khỏi Trương Nghệ Mưu, thế nhưng trên thảm đỏ vẫn bày tỏ nguyện vọng tiếp tục đóng phim của ông. Điều này khiến nữ diễn viên không khỏi gặp phải bình luận trái chiều cho rằng cô hám danh nhưng còn tỏ ra thánh thiện. Chưa kể, ngay sau đó, việc cô ngồi chung với nhiều đàn anh đàn chị khủng của giới điện ảnh, chẳng hạn như Trần Kiến Bân, cũng trở thành rắc rối. Trang QQ nhận xét chỉ sau một đêm, Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua nhiều phong ba bão tố, dù nhìn từ xa, cô dường như đã có một sự kiện tuyệt vời, còn nhận được giải thưởng tân binh. Triệu Lệ Dĩnh đối mặt với vô vàn thử thách khi lấn sân sang điện ảnh, và thực tế cho thấy cô gặp phải nhiều bất công và sự tranh cãi. Hiện tại, khán giả đang trông chờ Triệu Lệ Dĩnh sẽ bùng nổ trở lại với phim truyền hình cổ trang Giữ Phượng Hành, góp phần giúp cô củng cố lại vị thế dẫn đầu dàn tiểu hoa 8X của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên để lại những ý kiến của mình ở dưới phần comment nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.